protect you. Chaos is the preferred state of nature. Vậy là chơi gì? Từ từ bài ra sao mới chơi chứ bạn. Chờ bài thôi. Kéo tướng vào không tính hệ nha bạn. Tính hệ thì bá quá. Tính hệ thì có thể rét bá quá. Defend the stars. Hello mọi người. Bậy quá. A dance with me ends in blood. They'll have to get through me. I can do this. Má là chơi gì trời? Chưa biết. Cung biết. Mày yếu thế. Theo cái kia khó thế nhỉ. I
chơi cái gì mình cũng đều biết luôn. Thì lắc lấy thìa đi, chả biết lấy cái thìa để làm gì, cứ lấy đi. Không biết lấy thìa để làm gì, cứ lấy đi. This is mercy. Charmed, I'm sure. I love a challenge. Yes. Feeling lucky. Gì đi kiếm khách được ta? Thôi kiếm ghép nội loạn cũng được. Ghép nội loạn. Nổi loạn thì cũng được. Chắc kiếm kêu nổi loạn đi ha. Chứ kêu nổi loạn cho dễ. Kêu nổi loạn. Hoặc là găng lăn nổi loạn. Chứ con kêu hoặc găng lăn nổi loạn đi. Let us begin. Chứ kêu hoặc găng lăn nổi loạn là ngon đấy. Găng bảo thạch vô cực nổi loạn. Nổi loạn găng bảo thạch vô cực. Mà đâu cần. Chắc chắn chí mạng. Nếu mà mình kẹp thánh nữ rồi cũng đâu có cần. Cuồng đao vô cực nổi loạn cho kêu. Cuồng đao vô cực với nổi loạn ha.
đúng rồi. Thánh nữ thì cần vô cực thôi, không cần gan. Ôi, đã luôn rồi này. Sẽ bị kéo. Rồi, giờ tí kiếm con thánh nữ, kiếm cây sa tạm. Bây giờ đi lên cái giáp cho nó thành nổi loạn, đưa nó vô giữa là nó bắt đầu nó gắn tim rồi. Cuộc đao vô cực nổi loạn. Gì chém sát thương chuẩn mà ít lắm, không ăn thua. Kiếm con cây sa vô nè. Nó kêu gắn kìa. Gắn mãi nồi luôn. Nó chết lên kiếm cây xa nữa là được. Nếu có MF thì thay. Đây, con thánh nữ này. Hết rồi, lên chết nhét thánh nữ ra này. Ok rồi, cái giáp là ok rồi đấy. Biến kêu thành nổi loạn, đứng đây cho nó trâu. Được búp siêu với lại 60% đam. Hợp lý phết. 60% của 240 300 mấy, ừ ngon. Đấy, Blitz nó kéo này. Rồi, hết round này là hết bị kéo rồi. Hết round đưa vô giữa rồi. Chết mẹ vũ trụ đồ công, đéo có ấy rồi. Trụ đồ công đéo có giáp rồi. Thôi nhặt gậy đi, kiếm quỷ thư. Chỉ cho rồng lộn. Nhặt gậy lấy quỷ thư ha. Nhặt gậy tí lấy quỷ thư cho rồng lộn. Có thế. Nói cái từ từ. Lo gì từ từ. Nói là nó Yasuo cũng được thôi, nói chung nó không gắn được hết game đâu. Cũng được thôi chứ nó không gắn hết game được đâu. Ha, à, kêu cứ bị kéo hoài à. Ha, à, gặp nghe top 1 nữa chứ. Tốn máu vậy là. Nhìn cái giáp đi là ổn rồi. Xui thế. Đưa mẹ nó qua bên này nè. Là đỡ bị đấm à. Đưa con gì xuống dưới. Xong. Đỡ bị kéo. Thôi AK rồi. AK lên 8. Đồng quá.
hết vô con kêu luôn. Cố lên nào, thì mình chưa có đam, di động thối chân quá. Kill 2 là ngon. Giáp, rớt cái giáp. Cho tôi cái giáp là xong, giải quyết hết. Cho tôi cái giáp. Giáp là bắt đầu khỏe rồi. Cho cái giáp đi bạn ơi. Giáp, giáp, giáp. Đấy, giáp. Đỡ quá, có giáp rồi. Có giáp rồi, đỡ rồi, đỡ rồi. Có giáp là ấm ngay. Rồi, sáu nổi loạn. Đấy, cái gì nó cũng phải từ từ. Có giáp rồi, ấm rồi, ấm rồi. Rồi, bây giờ quỷ thư này, tí cho rồng lộn này, hai gan cho ai ta? Hai găng tí cho găng lăn đi. Kiếm găng lăn đưa cho nó hai găng. Rồng lộn với găng lăn. Tí bỏ màu phai. Có giáp lộn. Hai round nữa ấp chết. Chất lượng liền. Người ta gọi là nó chất lượng. Nó mới kêu 1 thôi đấy. Kêu 2 là nó khác. Đây, bây giờ chưa bỏ cái gì đã được. Zenith 1 cũng phế vật lắm, không làm được gì đâu. Đưa Manfa 2 găng tí bỏ hả? Đưa Manfa 2 găng đi là tí bỏ. Ừ, duy trì tội này, ngon. Giờ quỷ thư với lại cốc đi. Đi lượm cái nước mắt. Hoặc là quỷ thư. Lượm thêm cái đai máu nữa. Lẹ ghép mẹ gậy lốc đi. Lượm đai máu ghép gậy lốc. Quỷ thư cho rồng lộn rồi. Ghép gậy lốc. Trời ơi, kêu nó quạt, trời ơi nó quạt kìa. À, phê. Phê liền. Thôi từ từ nó ấp chết nhờ. Ấp chết cũng được các bạn. Ấp chết vẫn ngon. Ấp chết vẫn ok nha. Thêm được một con càng đổi nhiều nổi loạn thì con kêu nó càng mạnh nha. Giờ nó sẽ thêm được tới 72% sát thương. Đủ ăn không? Em nghĩ là không đủ. Thì làm gì mua thêm đi. Giờ kịp mà. Giờ mua thêm tối mới qua mà đúng không? 7 giờ qua nó mới nấu nhanh bỏ coi. Đặt kịp không? Ôi má quạt phê quá. Ui ôi quạt. Ui ôi kêu một mà quạt đến chí mạng 5 xịt rồi. Kêu 1 thôi mà 5 xịt cái này. Sát thương vật lý 2000, sát thương phép 5000 mấy. 1 đấy nha, chứ phải 2 đâu đấy. Này, cầm này này. Lấp lũng lên. Không thể ghép rồng hủy diệt cũng được. Mất mẹ rồng hủy diệt rồi. Lấp đi. Mình cần con Lulu luôn đấy, xài Lulu nha. Bỏ Lulu lóc vô đây. Ngon quá. Nó lưu vô đây, lấy lóc. Tí nữa con này xem một cái pho tân này. Giờ sao? Lượm chưa? Hả? Lượm đồ chưa? Rồi. Anh Duy ngủ rồi.
Hay là thôi kêu ba lát xuống dưới mua đỡ thêm mấy phần nướng nữa rồi ăn chung với lẩu ha. Ừ. Rồi nha. Rồi kiếm kêu 2 nha. Tầm này rồi kiếm kêu 2 mới rầm lộn được rồi đấy. It is not yet time to die. Zin nữa này. Ui, găng lăn này. Vậy thì phải bỏ Lulu. Bỏ con thánh nữ đó yếu quá nhỉ. Bỏ Lulu ra ngoài tạm xài găng lăn. À, kêu gắn ghê luôn ấy. Đúng là kêu. Kêu có khác. Một thôi mà gắn phải đai. Dead men tell my tale. Thôi cứ để Lulu ở trong đi. Lulu ngon mà. Để Lulu đi. Cho găng lăn vào nó mất bớt, mất một nỗi loạn. Nhưng mà được cái bộc phá. Găng lăn 2 gai. Ôi đồ được. Ui dồi ơi, mất một con nỗi loạn, mất bao nhiêu phần trăm đam đâu? 40%. Mất đéo bao nhiêu đâu, sẵn gì. Chả mất bao nhiêu cả, bỏ ra luôn. Xoắn đéo ơi. Găng lăn choáng ao e sướng hơi. Đấy. Choáng bùm này. Đấy, choáng cả lũ gây một đống đam. Bao nhiêu. Bỏ thánh nữ ra thì yếu lắm. Đấy, Lulu hệt, ngon vãi đang. Ui, vậy đi. Để tiền ấp 9 luôn. Kiếm rồng lộ. Rồng lộ thì bỏ con Zenith à. Nếu mà có rồng lộn thì mình bỏ con gì giờ? Bỏ Sona là đéo được, bí ẩn này. Bỏ Zyasuo là không bỏ được. Bỏ Zik thì lại mất. Khó nhỉ. Bỏ Zin thôi, bỏ Zin ít thôi. Bỏ Zik thì mất bộc phá. Bỏ Zin ít thôi, kệ mẹ nó. Đâu có cần cái phó thủ đâu. Mấy pha tần chữa là ulti mà. Cây xa 2 thì kệ mẹ đi. Đóng góp gì đâu kệ mẹ nó. Ô trời ơi. Ừ Neko này. Neko mẹ luôn đi nhờ. Neko mẹ kêu 2 đi nhờ. Hay để dành Neko găng lăn ta. Để 2 phát. Izuan cứt. Bỏ mẹ Zin đi. Mà đắp chó. Thì ruột cứt. Thôi ốc kêu 2 cho mấy chắc. Còn khá phép ghé để làm gì đây. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, hai con MF kìa. Phải nồi hai con MF kìa. Bạn thấy là đuối chưa? Đuối lắm rồi đấy. Bỏ mẹ cái thánh nữ ra luôn đi. Bỏ cái thánh nữ ra chắc cũng đéo sao đâu. Look at this.
The galaxy must be purified. Điều khó quá. Để tiền lên chết tháng rau này đi. 56 tiền tháng rau này là còn 52. Tháng được rau này mình được 1 tiền. Là một con về bán chắc là đủ. Một con về bán là đủ rồi. Hết rồi. Đúng rồi. Ui. Yasuo. Ừ, Hasagi nó. Bạn ơi, cốc kìa, có cái cốc ngon. Đại bác thì không cần, quỹ thư cũng không cần. Sojin cho con Lulu được. Lulu Sojin được nha. Hết nhiều lần. Sojin Lulu được, cốc này cho rồng cũng được. Mà thôi Lulu Sojin đi. Hack cho nó sướng. Còn để 3 tiền mà được 9 đồng lợi tức. Ê vừa đủ luôn này. Bán này 52 vừa đủ này. Vừa đủ tiền lên chết này. Lên chết cho được thêm con này ra. Cho được thêm con kêu ra. Đâu được gì đó. Thôi lên 9. Lên cũng chả được gì. Trời ơi, chết. Ui, chưa chết. À, lên thêm một chết nữa. Cho con ấy ra, cho con Mid-Fortin ra, đang cần đúng một con Mid-Fortin thôi. Mid-Fortin, Mid-Fortin là ngon. Bây giờ mà rớt cái đồ vũ trụ ra là ngon này. Cái đồ vũ trụ để được hút máu là ngon này. Lớp Eri cũng được, lớp Zenith cũng được. Chán. Kinh đấy. Nhưng chưa đủ đâu. Kinh thì kinh đấy nhưng chưa có đủ đâu. Chó gác, ngu công. Đéo có con gì ngon hết. 20 tiền. Ngọc bỏ thật kìa. Cho rồng. Được. Cũng ngon. Hai nước mắt thì ngon hơn. Ôi ông này được hai nước mắt luôn này. Ui Echo 2. Thằng này kinh đấy. Echo nó điên rồi đấy. Echo này điên lắm. Giờ mình cần rồng 2, găng đan 2, Lulu 2. Ba con đấy, level 9 thì cũng dễ kiếm thôi, không khó đâu. Không đến nữa gọi là khó lắm đâu. Ô, cái mẹ cái gì vậy? Thua quái không? Đừng nhờ anh em chứ. Nhìn ghê quá vậy.
us begin. Dead men tell my tale. Ui, đây rồi. Here she comes. Hai bé một lúc luôn. The galaxy must be purified. Lần hai. Mở rộng này. Load up the Hornbuster. Bùm, choáng. Đi đi ba. Đi đi ba. Sâu đâu ta? Không thấy sâu đâu luôn đấy. Game này có lên để kêu ba không ta? Hết xui nhỉ? Nhanh lan! Chán cả team! Bùm! Ui dồi, kêu nó quạt, kêu hai nó quạt. Ui! Phê lòi mắt anh em ơi! Rồi thằng này chết với Sako rồi. Ui chưa chết. Thêm đạn này. Lại phải khóa. Thêm đạn ngon lắm nha. Để nổ cái la phết rồi nha. Để bác của cực. Ai giết con Sako đi coi. Đéo ai giết được con Sako kìa. Hai game càng thế. Lốc 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 lốc. Lốc. Hai nước mắt hoặc lốc. Hai nước mắt sẽ đồng lộ. Nhiều khi mình bỏ mẹ cái thêm đạn đi các bạn ạ. Bỏ luôn đi được ấy. Rôn rồng lộn 2 đi. Bỏ thêm đạn đi. Bỏ cái thêm đạn nha. Nhiều khi mở ép bắn đéo kịp đâu. Bỏ thêm đạn. Bỏ khóa lại. Bỏ đi, bỏ đi. Đây tấn công nhanh này. Cái này ngon này. Cái này thì xài được này. Bán mẹ kêu đi. Game cuối rồi. Ủa chỗ, con này cần mua nha. Con này thì cần nha. Cho Lulu luôn không? Cho nó hack mẹ lại đi. Rồng làm cái lìn gì Lulu vừa vào hack luôn. Cho con Lulu lừa vừa vào cái nó hack luôn đi cho rồi. Chắc kèo các bạn em. Quá, một trong hai thằng kia sẽ chết. Một trong hai thằng kia chết. Một trong hai thằng sẽ có một thằng chết. Một thằng này chết. Rồi, vậy đi. Lulu hoặc rồng lộn, Lulu hoặc rồng lộn. Izuan cứt. Đéo ra rồi à, một trong hai con các bạn ơi. Một trong hai con mà lên là đẹp quá. Giờ tên này là tên thắng thua rồi. Sống chết rồi, không làm gì được nữa rồi. Tên này là tên sống chết rồi. Tên sống chết rồi.
Thắng rồi. Lulu hết rồi, thắng rồi. Oh yeah. Game căng quá lên. Lên nhạc, lên nhạc, lên nhạc. Lên nhạc.